ngó lên trời, trời cao có thâu mà ngó xuống đất thấy đất rộng thinh thinh. Thân trai hiền hang cho ta đã mơ cao, chỉ mong bình an trên mảnh đất ta. Từng cẩm xào viên ngọc ngậm vào ở nơi quan địa đây xây lao bách dân an cư. Cái nên là quan du khôi là ta đã cũng thành trù phú à. Mua mang bội thu dân sinh biết nơi đây thiên long thần ngự trú. Nơi đây Nam Giang đu thông ngu, năm xưa chim bay thiên thời địa lợi kéo nhân hòa. Như lối tên tê tụ trên dãy ngân hạ. Sau bao nhiêu năm qua thì là ông cha vẫn còn vang vọng và nên nó còn lan rộng. Lũ cần hỏi tông mẫu để gươm dao chứ không mất công mà đấm cho sông này ngông hóa long không trong mà bước chân không chỉ cả đông ngày xưa ta khai quang. Nên đây là người đất và lửa tới trên đây không mất nhà cửa, sắp không lường không cứu một ai biết cái gì bị đúng mà sai. Ơi hồ là hồ ơi, thiên suối mãi kênh sông ngược dòng. Đồng tán bá phá tan cuồng phong. Tin anh được ra đời, lưu danh thành ba đời. Sau cuối cùng của nhà bạn đến thành lời tụi anh là nơi già. Phong ba vượt qua tường, ông cha vượt ba phương. Cái quan dùng đời mới chứ cùng gặp lỡ mà tập ta hưởng dạ. Tin anh được ra đời, lưu danh thành ba đời. Sau cuối cùng của nhà bạn đến thành lời tụi anh là nơi già. Phong ba vượt qua tường, ông cha vượt ba phương. Cái quan dùng đời mới chứ cùng gặp lỡ mà tập ta hưởng dạ. Giờ thì ngước mặt vẫn cao đầu, đưa tay vuốt tóc trong tình là bao ngầu. Ê câu từ chẳng cao sâu, có gì ta nói thì có làm sao đâu. Ủa đừng vô cái chẳng là bao lâu, nhưng mà thiệt là vui lắm. Thật ra anh với ao sopra, vui đâm tâm cho lòng, tại vì trong giấc đồng, xây xây trong giấc vọng mà trời dạng đông giặc đang lá hồng. Vô đơn giản tạo nên sự an yên đó hơn hẳn phồn hoa mà mang phiền. Than thở thì thôi về đây chơi mình thông thả trong hoa nhìn trời đất thân thiện chịu tương và chịu khó không có tất trưng diện vì tình tiêu và chịu gió nhiên tình hiếu khách. Tình nó thiếu cách lấy lòng ai qua trời cần nói nó mà trời gió tay cần không nói nên là đừng che làn da rám nắng nơi bao phòng trần một sương hai gió. Người miền Tây chân chắc chưa đôi chân trần đi qua nhang ho ho. Giờ ngồi đây hát mấy câu hoài lang. Tin anh được ra đời, lưu danh tận ba đời. Sắp cuối cùng cuộc dạy bài đến thành lời của anh là nơi già. Phong ba diệt qua thường, ông cha diệt ba phương. Trải qua dùng đời mới cho cùng cặp lỗi mà tâm ta hưởng. Tin anh được ra đời, lưu danh tận ba đời. Sắp cuối cùng cuộc dạy bài đến thành lời của anh là nơi. Phong ba diệt qua thường, ông cha diệt ba phương. Nét ta đi sắp 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 không quên công cha công danh mong năm lắm người nằm xuống là người đứng lên tôi cầm xuống ta lòng biết ơn. Vị chanh không ca là mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vĩ, rap hay bùng nổ. Xin cảm ơn Long Nón Lá và phần hỗ trợ của VieON, ca sĩ Vie và ca sĩ Andree ạ. Thank you em. Rất là Việt Nam, rất là dân gian. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một tác phẩm với sự hòa âm của producer Masu. Exactly. Vâng, và hai lựa chọn đến từ Andree và anh Thái VG. Chúng ta hãy xem bình chọn của khán giả nhé. %70. Chúc mừng em. Anh Thái, anh thích bản này video gì? Anh giờ em á, it reminds me of me. Anh biết anh không có hiểu cái lyric của em nhưng mà cái style, the rap, biết hát giống wave phải không? Like the sound sounds so the cadence, rap mouth, like your style, you changed it like 5-6 lần. So I think like you have a lot of talent. I think with my style and your style, it just meshes well good together, you know. Hiểu không? Dạ không. Anh nói anh nhìn em anh nhớ anh hồi trẻ. Tại vì cái bài của em đổi style 5-6 lần mà rất là giống cái cách anh cũng muốn sáng tạo trong âm nhạc. Cho nên anh nghĩ là anh với em hợp nhau nên về là dễ làm việc. Bữa nay hợp. Mấy bữa trước ổng nói đã xin hợp, bữa nay hợp rồi. Bữa nay là hợp nhưng mà không có hợp với người khác. What? Em thấy em hợp không? Dạ, cũng hợp á. Thôi xạo không ơi. Chưa biết mà nó hợp. The life music is what I do. Cảm ơn Thái. And what about you, Andree? Lần đầu tiên thì anh rất là thích cái cách em kết hợp một bài hò với lại trap. Em chơi trap rất là tốt và fast flow cũng rõ chữ. Đặc biệt là em có cái hình ảnh nón lá của em rất là unique. Và vừa nãy em nói em đi thi hài đúng không? Dạ. Team anh đang rất một cần người hài hước để anh có thể học hỏi. Không, cái chương trình hài đó em bị rớt. À, bị rớt à? Nhưng mà em cũng có máu hài đúng không? Dạ, hài lắm, hài. Thấy em là hài rồi. Hài mà rớt. Dạ, không, tại bữa anh Thành chấm sao á. Vậy hả? Chứ bữa thi hài lắm. Ừ, vậy là xin lỗi nha, ừ. Anh là một người rất là khô khan, cho nên anh cần một bạn hài hước và team của mình để team của anh có thể có nhiều màu sắc hơn. Yeah. Dạ, khô khan em có nước, em miền Tây. Yeah. Thế thì mời em lướt vào team của anh. Em có nước mà nước gì? Dạ, Pepsi, Pepsi. Ôi ơi, khôn quá rồi. Em mấy tuổi vậy? Dạ, dạ em 23 tuổi ạ. Làm nhạc bao lâu rồi? Dạ làm nhạc được 3 năm. Sao tại sao em làm nhạc? Tại thi rớt hài đó anh. Tại thi rớt hài đó anh. Dạ, thi rớt hài nhưng mà vô tình cái bài hát trong chương trình hài nó lại hot. Dạ. Tự nhiên mình thấy mình có khiếu đúng không? Dạ. Tự nhiên thấy mình hát cũng được đó. Đây. It reminds me like a giống Eminem, like your style is crazy. Biết Eminem không? Dạ. Biết. Biết rồi. Đó. Nhưng mà có thích không? Thích lắm. Em thích bên nào? Dạ. Em còn rất là trẻ đúng không? Nhưng mà anh Thái anh lớn tuổi rồi. Lớn tuổi just more experience. Ê. Nhưng mà anh ngừng rap lâu rồi. Anh vẫn rap 17 năm nay mà. He think you stop rapping. Oh no, cause he not in tune. No in tune đó. He not on that level yet. Yeah, chưa cái level. Chưa tới level. The stages, the levels. Hiểu chưa? Dạ. Em mà về bên anh Thái em đâu có hiểu gì đúng không? Sợ nhưng mà đừng có lo, anh có cái team giúp. Dạ. Anh có cái team anh giúp em. Tôi mệt quá, bắt tôi dịch hoài. Bây giờ anh phân tách cho em hiểu nha. Suy nghĩ nha. Bên này là style đời nè, là một trong những người đầu tiên ta làm rap nè, đúng không? Cuộc sống anh bôn ba nè, anh sẽ chỉ cho em những cái hay về đời ha. Anh có cái team của ảnh giúp cho em sẽ hiểu tiếng Anh, em hiểu không? Còn bên này anh Andree, có nghĩa là nếu em có cái style miền Tây thông minh rồi thì anh sẽ bơm cho em thêm những cái mà nó bling bling xíu, hiểu không? Vậy em đang mê ai? Em có cần những lời khuyên từ hai huấn luyện viên không chọn em không? Dạ có. Được rồi, thế để anh chim anh khuyên nhá. Đầu tiên là về bài hát của em này, thì anh thấy là flow rất uyển chuyển, đứng trên sân khấu và rất tự tin, voice của em cũng rất là nặng. Nếu mà anh chọn giữa Andree và anh Thái thì anh lại đang hướng về anh Thái hơn. Yeah. Tại vì anh nghĩ anh Thái đang cần một cái sự Việt Nam từ em để anh Thái có thể lắp được những cái trải nghiệm của mình, để em có thể nêu ra được cái cá nhân của mình hơn. Còn anh sợ là em về team của anh Andree thì một thời gian sau là em sẽ đi bar, cổ em đeo đầy đá thứ, thì lúc đấy em lại mất đi cái chân chất của mình. Đâu ai bắt em phải thay đổi đâu. Biết đâu Andree lại lạ. Giờ miền Tây giàu lắm đó. Bray em nói một câu công bằng coi. Dạ, em rất là thích cái bài nhạc vừa rồi của em, nó rất là hào hùng. Sao không bấm chọn anh thích kỳ? Anh rất là muốn chọn nhưng mà however, cái lúc mà em đứng rap thì anh cảm thấy là nó chưa có bung ra hết. Em có một cái khúc mà ta xin anh được ra đời, lưu danh tận ba đời, xong cuối cùng cuộc chạy vẫn đến thành lợi tôi anh là nơi. Cái khúc đó nếu mà em có thể bung ra hơn nữa thì nó sẽ làm cho cái bài nhạc thực sự là hào hùng. Nếu như sự lựa chọn giữa anh Thái với lại anh Andree thì anh thấy cái sự lựa chọn đấy khá là dễ, là em về với anh Thái. Một người thì offer cho em là em về đội với anh để giúp cho anh. Team anh đang rất cần người hài hước để anh có thể học hỏi. Còn một người là em hãy về đội với anh sẽ giúp cho em. So I think like you have a lot of talent. I think my style and your style it just meshes well good together, you know. Thì em là thí sinh thì em sẽ về cái nơi mà giúp cho em. Anh giúp cho em về rap chứ anh không nói là anh không giúp gì cho em cả. Nếu như vậy em lại càng phải về với lại anh Thái. Tại vì cái flow của em rất là hợp với anh Thái. Còn em nghe nhạc của anh Andree đi. Nhưng mà quan trọng ấy là em không hiểu anh Thái nói gì và anh Thái không hiểu em mới nói gì. Về với nhau để làm gì? Don't worry, I got translator. Anh Thái có team. Anh cũng có team mà em. Nếu mà không có team thì sống sao được? Team của Andree nhầm gì nè? Ok, xin mời giám khảo ạ. Xem cái cách em biểu diễn và cách em đưa chất liệu âm nhạc vào đây thì anh thấy em hợp về với đội Bray. Nhưng vì Bray không bấm chọn em cho nên là cái em cần hiện tại thì đang là cái sự dứt khoát ở trong hành động. Những cái đấy anh Thái là người rõ nhất. Justatee nói là em cần tập gym đó. Em hiểu không? Hiểu chưa? Justatee không có cùng quan điểm với anh. Hả? Đâu ai cùng quan điểm đâu. Ủa? Em tưởng anh cùng quan điểm với em. Ồ, vậy lần sau đây. Em cảm thấy em ngồi lên chiếc ghế thì hơi sai rồi. Sao cưng? Đáng lẽ anh nên cho em xuống dưới thì nó có lý hơn. Anh thấy em xuống dưới em giành giật có vợ hợp lý hơn. Chứ trên đây bất đồng quan điểm em thấy không ok lắm. Kỳ này là Su hơi lội ngược dòng chút rồi. I love you anh Thái. Thank you bro. Nhưng mà em thấy miền Tây mà flexing này em cũng muốn thấy thêm một tí. Ê. Em gái của anh đấy. Thì bây giờ sao? 30 giây suy nghĩ. Su, check message đi. Check message hả? Ủa? Bây giờ có cái vụ check message nữa hả trời? Bây giờ nói gì nói, ban giám khảo phải có trách nhiệm với cuộc đời của ông ta. Đây, phận nón lá 12 bến nước, biết bên đục bên trong, gã có bến nào cho nó đúng. Hội ý. Su nói xong em cũng có quay xe một tí xíu. Bên team của anh Andree nếu đưa một bạn vào nó Việt Nam một tí xíu nó không, anh bắt đầu thấy em hai mặt rồi đó. Anh thì anh nghĩ là nếu mà bạn ấy vui thì bạn ấy phải vui với đúng người. Chứ bây giờ nếu mà vui mà gặp phải người mà không vui thì bạn ấy sẽ bị mất cái vui đi. Anh vui mà. Nhưng mà theo như nào là vui đúng người? Nên nhìn anh Thái có vui không? Thái vui quá trời. Nói lại nói không nhiều. Ok. Sao ạ? Em cảm thấy là năm nay em bất đồng quan điểm với em gái của anh. Vì sự ủng hộ của anh em sẽ đứng ngoài sự quyết định này. Rồi vậy là còn hai người thôi đúng không? Đúng. Rồi xin mời. Thôi bây giờ như vậy thì như đã bàn luận thì tụi em cũng thấy là cái mùa năm nay mình muốn có những cái làn gió mới. Nó đặc biệt hơn. Và mình phải phá cách hơn. Thì mình phải có những cái đột biến hơn. Thay vì mình phải đưa về những cái đội mà nó quá an toàn và nó quá hợp. Cứ thấy người nào là màu này là cái cho vô đây, màu này cho vô đây. Như vậy có quá dễ đoán hay không? Đúng! Phải làm một cái gì đó bứt phá. Chính xác. Cho nên em với Su đưa ra quyết định Long Nón Lá sẽ về với Thái VG. Ủa là phá cách chưa? Ủa sao cú twist lớn vậy? Vâng, và chúc mừng Long Nón Lá về với đội của anh Thái VG. 20 giờ xem gì trên Vie Channel. Thứ Hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ Sáu đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ Bảy chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng VieON.